Ở nhà một mình phải đóng cửa cho cẩn thận xong ha, mới yên tâm đếm tiền. Trời ơi, ta nói nhiều khi mình không tin không được ta. Đang mệt cho nó, mệt muốn xỉu luôn nhá. Tự nhiên cái thấy cọc tiền cái nó phẻ ra liền chặt. Nó phẻ liền luôn. Rồi, giờ đếm tiền có được nhiều nhiều. Trời đất ơi, bà làm gì mà xuất hiện giống như ma vậy? Bà Tám. Gì ma? Tôi xuất hiện là tôi lên tiếng cho ông không nghe à? Mà ủa, tôi nhớ tôi mới ra đóng cửa. Rồi bà vô đường nào vậy? Bà đừng nói tôi là bà chỗ nóc nhà, bà xuống nha. Nếu mà tôi chỗ nóc nhà là tôi phóng xuống là tôi nghe cái ầm rồi. Đằng này là tôi đi cái cửa chính của ông. Ông đóng cửa rồi, nhưng mà ông quên cài chốt cửa. Rồi tôi nhìn vào là tôi thấy ông đang đếm tiền. Tôi mới bay vô để tôi nói ông đang đếm tiền đó hả? Sao tôi hớ hên dữ vậy trời? Tự nhiên đóng cửa mà không gài chốt cửa hả? Ê, tiền đâu đếm nhiều dữ vậy? Mà đếm tiền á, sao không đi vô trong phòng ngủ đếm tiền? Rồi mở đèn ngay cái chỗ chỉ cái đèn sáng trưng vô đây đếm tiền nè. Làm gì mà lấp ló giống như ăn trộm vậy? Bà suy nghĩ tào lao quá. Tự nhiên đếm tiền mà mở cửa sáng trưng ở trong nhà. Rồi cái tụ cướp nó thấy vậy, rồi nó phóng vô nó chặt hết mấy ngón tay tôi. Rồi đợt sau lấy ngón tay đâu mà tôi đếm tiền. Bà suy nghĩ gì đó? Ê, nếu vậy á, thì tại sao ông không treo cái bảng ở ngoài trước cửa nhà mình đó? Ông nói là đang đếm tiền, miễn tiếp khách, đừng ai mở cửa vô hết. Đó thì người ta đi ngang qua, người ta thấy thì người ta không có vô. Hay quá. Cái này tôi gọi là tào lao và rất tào lao. Bà nghĩ sao vậy? Tự nhiên ghi cái bảng đang đếm tiền, miễn tiếp khách. Rồi cái nó thấy vậy giống như là giặt áo cho người ta xem lưng. Có biết tôi cái gì cũng. Vẫn chơi với ông cho vui thôi. Mà nói nghe nè. Gì? Tiền đâu có nhiều quá vậy? Tiền dưỡng già của tôi nè. Nó nào ngay bán có hai mấy gần 30 con lợn nè. Mấy con? Vì đàn vịt. Đàn vịt. Vì đâu khoảng chừng chắc mấy 200 giỏ lúa vậy thôi. Theo như kinh nghiệm của tôi thì chắc chắn là ông có tầm khoảng 100 triệu đúng không? Chắc mấy ạ? Gần chính xác. Có 92.372.500. Tiền nhiều quá. Ủa mà nói nghe nè, sao tự nhiên tiền rồi ông cứ để trong nhà khư khư vậy? Mấy cái tiền này em đi gửi ngoài ngân hàng cho chắc ăn. Rảnh. Tám quá rảnh. Trời đất ơi, tự nhiên tiền mình giữ đi gửi ngân hàng. Chứ tao không nghe ông bà xưa mình nói hả? Đồng tiền đi liền với khúc ruột. Thấy không? Thì lúc nào cũng phải gần nghe đống ruột của tôi vậy. Trời ơi, lúc nào cũng phải vậy. Trời ơi, đúng, ông bà mình nói không có sai. Đồng tiền đi liền khúc ruột. Nhưng là ý là nói là đi liền khúc ruột là tiền bạc lúc nào cũng cầm tay vậy đó. Chứ không phải là dính liền khúc ruột đâu. Có nghĩa là lúc nào tiền bạc cũng phải để trong nhà. Ông hiểu không? Nhưng mà cái đó là ông bà mình dạy hồi xưa. Còn bây giờ hiện đại rồi, người ta có tiền tỷ tỷ, người ta còn gửi ngân hàng kìa. Huống gì cả trăm triệu như ông. Ôi bà ơi, người ta ăn trăm triệu, cả tỷ gì đâu không biết. Đó là đại gia, thấy không? Tiền nhiều quá người ta không có liền với khúc ruột vậy được. Người ta mới gửi ngân hàng. Còn tôi có tài sản quý của tôi, có nhiêu đây. Tôi dán liền khúc ruột nó quá gọn. Nó vậy nè, gọn quá trời luôn. Nhưng mà không có an toàn. An toàn gì? Trời ơi, bây giờ tối ngày các ông ôm tiền. Ông làm gì ông ôm tiền như vậy? Là chẳng qua là riết mai mốt ông sẽ sinh bệnh là vì ông ôm tiền như hoài đó. Thôi, bay quá. Đèn nhà nó sáng, cán nhà nó lo đi. Tôi nói với bà biết nè, bà nói tôi cổ hủ gì cũng được hết trơn á, thấy không? Nhưng tôi tiếp cận thông tin tiên tiến, tôi tiếp cận công nghệ tiên tiến lắm nè. Bây giờ ông thông báo cho người ta biết là nhà ông có camera chống trộm. Đúng rồi. Ăn trộm nó nghe được. Đó, nó canh. Nó canh mà ban đêm ngủ hết rồi ha, cái nó lấy cái một tấm bạc nào đó hay lấy một cái miếng giấy nào cái che camera vô đố ông thấy nó vô đi nhào vô đi giết ông nó trộm tiền ông thì sao? Bà nói xong thì tự nhiên tôi nghĩ ra chuyện đó ta. Trời đất ơi, sao ông không có thông minh mấy cái chuyện đó? Vậy thôi bà đừng nói tôi cắn camera chống trộm nha. Riêng cái nữa, ngoài cái camera đó ra, tôi còn làm thêm một cái thiết bị thủ công mà chỉ có tôi mới nghĩ ra thôi. Mà cái kế hoạch đó là độc nhất vô nhị. Mấy cái lon không mà tôi không còn sử dụng á. Tôi mới
gác lên cánh cửa cái đó. Đó, ai mà mở cửa ra và cái lon đó lon rớt xuống lon tông lon tông. Giật mình thức dậy tôi bắt bao ngàn liền. Ông không nghe lời tôi thì thôi. Ờ thôi thôi giờ tôi về ha. Ờ xong rồi nhớ là cài chốt cửa lại nghe. Rồi để mấy cái lon nghe. Rồi lon chuẩn bị sẵn hết trơn rồi. Gửi ngân hàng là an toàn mà không gửi. Rồi thôi không nói nữa, tôi đi về. Bà nói ngân hàng riêng mất tình hàng xóm luôn á. Tiền của mình không để cho ai giữ hết. Anh đừng lo, có tôi tới tiếp cứu anh nè. Tụi bay đứa nào muốn sát hại ổng hả? Đứa nào? Anh đừng lo, tôi tới tiếp cứu anh nè. Ai hại ông hả? Ai hãm hại ông hả? Ông nói đi. Thấy người ta già yếu rồi tính hại người ta hả? Cũng may là tôi có giỏi, tôi nên yên tâm đi. Đứa nào đó rồi hả? Tụi bay ra đây coi. Ai hại tôi? Ai biết đâu. Tự nhiên anh gọi điện thoại, anh thiều thào, anh biểu qua cứu tôi. Trời ơi, tôi cứu anh liền. Mà nhìn anh sao lúc này ghê quá vậy? Điện thoại kêu bà qua đây là có chuyện. Thì đó, ai hại? Bà hại tôi chứ không ai chứ. Trời ơi, cái gì? Bà nói chuyện nhỏ nhẹ thôi. Tôi đang khó thở. Sao anh khó thở vậy? Huyết áp tụt. Mà tại sao tụt? Anh nói tôi nghe coi chuyện gì xảy ra. Hả? Nói đi. Ừ, dán qua đi cho đẹp. Mấy hôm nay mất ngủ. Mất ngủ? Tại sao mất ngủ? Cũng vì cái đống này nè. Nữa, anh làm tôi cấp của anh gì đó. Không phải. Sao? Thành thói quen bị liễu. Trời ơi, tôi nói từ lúc có cái cọc tiền này dán vô đây xong rồi nó ngứa ngay cho cái bụng. Gãi muốn tét cái bụng. Tôi đã nói anh rồi. Chưa thành kẻ. Mới gần hôm muốn tét bụng thôi à. Tháo ra cứ ôm vậy hoài nè. Đó. Rồi xong gài cái camera vô cái điện thoại nè. Tôi nói với bà là tôi gài 60 khúc đúng không? Đúng rồi. Tôi thấy giấc ngủ lâu quá, tôi sợ ngủ mê. Ổi rồi tôi gài 30 khúc báo một lần, 30 khúc báo một lần. Mới dùm dĩa cái 30 khúc nó làm tưng tưng tưng. Mở mắt ra coi. Coi camera. Ờ xong cái thiếp lại chút cái 30 khúc làm tưng tưng tưng. Mở ra coi 3 ngày 3 đêm mà muốn ngủ nghe gì. Coi như ai cũng ngủ được 30 khúc anh mới giật mình vậy. Tại sao mắt thâm quần như vậy? Đó, rồi xong tới mấy cái lon. Mấy cái lon hàng trang cửa đó. Gì trời? Gì vậy? Thì đó, hồi nãy đó tôi vô nhà anh đó, cái lon nó rớt xuống á. Ê mà rớt xuống nó không kêu mà vô đầu tôi vậy hay quá. Mở rồi, nó rớt xuống đất mà nó kêu một cái là nãy giờ bà tới số với tôi rồi. Trời ơi. Mà sao vụ mấy cái lon này làm sao? Nó treo cho nó. Có bữa thì chuột nó bò ngang, nó làm lon ton. Anh đứa ăn trộm. À, mà chuột nhỏ nha. Có bữa mèo nó đi ngang, nó làm một cái rào cái lon ton lon ton lon ton. Rồi xong có bữa giông gió lớn quá, nó làm cái đập lon ton lon ton lon ton lon ton lon ton lon ton. Nó rớt một cái ao xuống một cái. Ngày nào cũng có sự cố chuyện nổ. Thấy chưa, chính vì điều đó mà anh mất ngủ chứ gì, phải không? Anh mới ra cái hình hài này cái gì. Tôi đã nói với anh rồi mà anh không chịu nghe lời tôi. Anh thấy có tiền khổ chưa? Nhưng mà tại vì anh biết cách đó, thay vì anh đi gửi ngân hàng thì anh đâu có khổ như vậy. Anh nên nhớ như vậy nè ha. Mình á, là mình để cái tiền phục vụ mình, chứ không phải là vì tiền mà phải lo lắng. Lo lắng cách thái quá để sinh bệnh như vậy. Tôi hiểu rồi. Rồi bây giờ anh chính hiểu rồi sao? Chính vì hiểu điều đó tôi mới điện bà qua đây giải cứu tôi nè. Giúp tôi chở. Thôi tôi không lấy tiền anh tôi xài đâu. Hay là tôi lấy tiền anh tôi giữ đâu. Trời ơi. Đi với tôi ra ngân hàng để tôi gỡ cái số tiền này. Ủa bây giờ anh cũng biết ra điều đó hả? Đừng có buồn tôi nha. Cái vụ mà mấy hôm trước á, bà có ý về kêu tôi gỡ ngân hàng, phải cho tôi nghe lời bà. Giờ này tôi đâu có mất ngủ kiểu này. Nếu mà tôi buồn anh thì tôi đâu có qua giải cứu anh làm cái gì, đúng không? Cảm ơn bà nghe. Ta Còn bạn em, người mà em tin tưởng nhất nói là phải như vậy, nó sẽ chuyển món quà về tận tay cho em. Em phải làm thủ tục và đưa lại 10 triệu đặng làm giấy tờ cho mọi thứ nó nhanh.